Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Theo Channel Daily, trong ngày 16 tháng 9, bão Bebinka đã đổ bộ vào thành phố Thượng Hải với tốc độ gió mạnh nhất lên tới 151 km h gần tâm bão. Đây là cơn bão thứ 13 tại Trung Quốc trong năm nay và là cơn bão nhiệt đối mạnh nhất từng quét qua Thượng Hải kể từ năm 1949 Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu đỏ với bão Bebinca, mức cao nhất trong thang đo 4 bậc của nước này. Bão Bebinca dự kiến sẽ gây ra những trận mưa lớn trong vài ngày tới, đồng thời có thể dẫn đến tình trạng sạt lở tại một số khu vực. Trong khi đó, tại Việt Nam, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết hiện nay cơn bão Bebinca đổ bộ vào khu vực phía đông Trung Quốc và không ảnh hưởng đến Việt Nam. Ngoài ra, trên Biển Đông đang tồn tại giải hội tụ nhiệt đới, rãnh áp thấp kết hợp gió mùa Tây Nam mạnh sẽ gây mưa cho khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ đến ngày 16 tháng 9. Lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Hình thái mưa này không ảnh hưởng lớn đến Bắc Bộ. Ngày 15 tháng 9, Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Philippines NDRRMC cho biết 6 người đã thiệt mạng sau khi bão Bebinca đổ bộ vào nước này trong đó có 4 trường hợp thiệt mạng tại khu tự trị Hồi giáo Mindanao và 2 người thiệt mạng trên bán đảo Zamboanga, miền nam Philippines. Cũng theo NDRRMC, bão Bebinca cũng khiến 22 người bị thương và 2 người mất tích. Cơn bão thứ 6 đổ bộ vào Philippines trong năm nay cũng ảnh hưởng đến hơn 200.000 người ở 300 ngôi làng, gần 14.000 người dân phải sơ tán tới các cơ sở tạm trú của chính phủ. Trước đó, bão Bebinka đã di chuyển ra khỏi Philippines, nhưng hoàn lưu bão vẫn gây mưa lớn ở nhiều khu vực do gió mùa Tây Nam tăng cường. Trung bình mỗi năm có 20 cơn bão đổ bộ vào Philippines, gây lũ lụt và lở đất nghiêm trọng. Bên cạnh đó cũng có nhiều thiên tai cực đoan khác dẫn đến thương vong nặng nề và tàn phá mùa màng tài sản. Sau khi đổ bộ vào Philippines, bão Bebinka sẽ tiếp tục di chuyển đến gần tới khu vực bờ biển phía đông của Trung Quốc trong ngày 15 tháng 9. Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc MM -E cho biết báo bão bên ca đổ bộ dọc bờ biển từ Thái Châu ở Chiết Giang đến Cừ Đông ở Giang Tô vào khoảng đêm 15 tháng 9 đến sáng 16 tháng 9 theo giờ địa phương. Trong tuyên bố ngày 15 tháng 9, MM -E đã tổ chức họp nghiên cứu và triển khai công tác kiểm soát lũ lụt và bão ở các khu vực trọng điểm. Cơn bão được dự báo mang theo những trận mưa to đến rất to ngày 15 đến 17 tháng 9 các quan chức được yêu cầu chú ý chặt chẽ đến diễn biến của cơn bão. Do bão đổ bộ trùng với Tết Trung Thu, một dịp lễ lớn của Trung Quốc, nên nhiều người sẽ di chuyển đi khắp nơi, dẫn tới rủi ro về an toàn sẽ rất lớn. Cơn bão lạnh và dữ dội bất thường đang tấn công miền Trung châu Âu với lượng mưa lớn và tuyết rơi dày. Những ngày gần đây, mưa như chút nước quét qua miền Trung và miền Đông châu Âu, làm mực nước sông dâng cao và gây ra lũ lụt tại Cộng hòa Séc, cảnh báo lũ lụt cao nhất đã được ban bố tại 38 địa điểm khác nhau. Các rào chắn lũ ở Thủ đô Praha của Séc được nâng lên, các bờ kè và sở thú đã đóng cửa. Chính quyền Cộng hòa Séc đã cho đóng cánh cổng thép dày 1 m tại kênh Cetoka, con kênh quỷ dài 740 m được xây dựng từ thế kỷ 12 chảy qua thành phố Praha. Trong khi đó, Romania đã dựng các trại sơ tán và triển khai các hoạt động cứu hộ sau khi lũ lụt cướp đi sinh mạng của ít nhất 4 người và phá hủy hàng ngàn ngôi nhà ở phía đông nước này. Tại Ba Lan, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tomasz Szymoniak cho biết tình hình khá khó khăn ở các khu vực xung quanh bốn con sông. Nhà chức trách ra lệnh sơ tán dân ở một số nơi. Ở áo, vốn vừa trải qua tháng 8 nóng nhất từ trước đến nay, nhiều khu vực được dự báo sẽ có lượng mưa từ 10 cm đến 20 cm trong vài ngày. Dự báo nguy cơ mưa hơn 20 cm cục bộ tại nhiều khu vực phía bắc. Thêm nữa, lũ lụt và lở đất có thể xảy ra với sức gió mạnh dự kiến ở thủ đô Viên và tuyết rơi dày ở phía Tây gây gián đoạn giao thông. Các chuyên gia cũng dự báo mưa lớn liên tục tại bang Bavaria của Đức. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Lúc 10 giờ ngày 16 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 124,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 39 đến 61 km h giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km h Dự báo khoảng 10 giờ ngày 17 tháng 9, áp thấp nhiệt đới trên vùng ven biển phía Tây đảo Lưu Dông di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km h và đi vào biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Lúc 10 giờ ngày 18 tháng 9, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông đông nam, di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 20 km h mạnh lên thành bão số 4 trong năm 2024. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp, mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Do tác động của áp thấp nhiệt đới, từ sáng 17 tháng 9, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, mưa rào và rông mạnh, gió mạnh cấp 7, Tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, tức là từ 75 đến 88 km/h, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 m. Các chuyên gia nhận định, đây sẽ là cơn bão có diễn biến rất phức tạp về đường đi và cường độ do sự chi phối của nhiều yếu tố. Cần liên tục cập nhật các bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Sau đợt mưa lớn do hoàn lưu bão số 3, miền Bắc lại đón mưa lớn khi đêm 15 tháng 9, nhiều khu vực ở Điện Biên, Yên Bái, Hòa Bình, Hà Nội có mưa lớn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 15 tháng 9 ở Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 15 tháng 9 đến 3 giờ ngày 16 tháng 9 có nơi trên 60 mm như Mường Báng Điện Biên 85,6 mm, Phúc Lợi Yên Bái 90,6 mm. Độc lập Hòa Bình 81,6 mm, bất bạt thành phố Hà Nội 135,6 mm. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Riêng tại Hà Nội, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 16 tháng 9, một vùng mây đối lưu đã phát triển và gây mưa cho khu vực Ba Vì, Trường Mỹ, Quốc Oai, Đan Phượng, Đông Anh, Hoàng Mai, Mỹ Đức, Mê Linh. Phúc Thọ, thị xã Sơn Tây, Thạch Thất, Thanh Trì, Thường Tín. Vùng mây này đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội, gây mưa rông mạnh, khả năng kèm lốc, xét và gió giật mạnh, ngập lụt vùng trũng khu vực đô thị. Dự báo trong 3 đến 6 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 50 mm. Cảnh báo đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 10 đến 20 cm, đáng chú ý, một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 25 đến 30 cm.